Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển U17 Đức sau khi họ đánh bại U17 Pháp trong trận chung kết bằng loạt sút penalty. Đây là lần đầu tiên những cỗ xe tăng trẻ làm được điều này. Diễn ra từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại 4 thành phố của Indonesia. 24 đội tuyển từ 6 liên đoàn thành viên của FIFA đã trải qua 52 trận đấu trên 4 sân vận động. Với 175 bàn thắng được ghi, trung bình 3,37 bàn mỗi trận. Tổng cộng 437.575 khán giả đã đến sân theo dõi các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2023. Trung bình là 8.415 khán giả mỗi trận. Về công tác tổ chức, Indonesia đã hoàn thành tốt vai trò chủ nhà của giải đấu, khi cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo, vượt quá mong đợi của FIFA. Mặc dù vậy, vẫn có những vết gợn cả chủ quan và khách quan liên quan đến các sân vận động tại FIFA U17 World Cup 2023. Sau đây là những thống kê chi tiết về 4 sân vận động tại FIFA U17 World Cup 2023 sau khi giải đấu kết thúc. Gelora Bung Tomo là sân vận động diễn ra lễ khai mạc của giải đấu vào ngày 10 tháng 11. Sân bóng 44.200 chỗ ngồi tại thành phố Surabaya là nơi diễn ra 8 trận đấu trong khuôn khổ FIFA U17 World Cup 2023, bao gồm 6 trận đấu vòng bảng và 2 trận ở vòng 16 đội. Đặc biệt, đây là nơi đội tuyển chủ nhà U17 Indonesia chơi cả 3 trận tại giải đấu. Tổng cộng 68.046 khán giả đã đến sân vận động Gelora Bung Tomo để theo dõi các trận đấu. Trung bình 8.505 cổ động viên mỗi trận. Trong đó, trận đấu giữa Indonesia và Ecuador trong ngày khai mạc là trận đấu có nhiều khán giả đến sân nhất với 30.583 cổ động viên trên khán đài. Đây cũng chính là trận đấu đông khán giả nhất ở giải đấu năm nay. FIFA U17 World Cup 2023 là giải bóng đá chính thức đầu tiên diễn ra trên sân vận động quốc tế Jakarta kể từ khi nó được hoàn thành. Dù có sức chứa 82.000 khán giả, nhưng tại FIFA U17 World Cup, sức chứa của sân vận động này giảm xuống 23.422 khán giả do chỉ sử dụng tầng thấp nhất của khán đài. Sân bóng ở thủ đô Jakarta cũng là sân vận động tổ chức nhiều trận đấu hơn bất kỳ sân vận động nào khác được chọn để tổ chức giải đấu. Có tổng cộng 16 trận đấu đã diễn ra tại đây trong khuôn khổ FIFA U17 World Cup 2023, bao gồm 12 trận đấu tại vòng bảng, 2 trận đấu ở vòng 16 đội và 2 trận tứ kết. Tổng cộng 140.973 khán giả đã có mặt tại sân vận động quốc tế Jakarta để theo dõi các trận đấu, trung bình 8.810 cổ động viên mỗi trận. Trong đó, trận đấu giữa đội tuyển U17 Anh và Brazil vào ngày 17 tháng 11 là trận đấu có đông khán giả nhất với 15.171 cổ động viên trên khán đài. Trong số 16 trận đấu tại sân vận động quốc tế Jakarta, trận tứ kết giữa U17 Brazil và Argentina vào ngày 24 tháng 11 đã bị hoãn 30 phút vì lý do thời tiết. Dù sân vận động này có mái che có thể thu vào, nhưng có vẻ tính năng này không hoạt động trong ngày hôm ấy khiến mặt sân bị ngập vì mưa lớn. Tại FIFA U17 World Cup 2023, sân vận động Sijalak Harupat tại thành phố Bandung đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về chất lượng mặt cỏ. Khi tổ chức các trận đấu với mật độ dày đặc trong điều kiện thời tiết bất lợi nhưng chất lượng mặt cỏ vẫn đảm bảo cho các trận đấu diễn ra thuận lợi. Sức chứa khả dụng của sân vận động này tại FIFA U17 World Cup 2023 là 22.700 khán giả. Tổng cộng 14 trận đấu trong khuôn khổ FIFA U17 World Cup 2023 đã diễn ra tại sân vận động Sijalak Harupat, bao gồm 12 trận đấu tại vòng bảng và 2 trận đấu tại vòng 16 đội. 79.280 cổ động viên đã đến sân Sijalak Harupat để theo dõi các trận đấu, trung bình 5.662 khán giả mỗi trận. Trong đó, cuộc đọ sức giữa U17 Nhật Bản và Argentina vào ngày 14 tháng 11 là trận đấu thu hút nhiều khán giả nhất với 12.324 cổ động viên trên khán đài. Như vậy, Sijalak Harupat cũng là sân vận động có số lượng khán giả đến sân trung bình mỗi trận thấp nhất giải đấu. Có 2 trận đấu tại sân vận động Sijalak Harupat bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Đó là trận đấu giữa Senegal và Ba Lan vào ngày 14 tháng 11 đã phải tạm dừng khoảng 30 phút vì trời mưa lớn, dẫn đến trận đấu giữa Nhật Bản và Argentina cũng phải lùi lại 30 phút. Cũng với lý do tương tự,
trận đấu giữa New Zealand và Mexico vào ngày 18 tháng 11 đã bị trì hoãn 45 phút. Manahan là sân vận động có sức chứa nhỏ nhất tại FIFA U17 World Cup 2023, nhưng đã được lựa chọn để tổ chức các trận đấu quan trọng nhất của giải đấu. Manahan là nơi chứng kiến U17 Đức đánh bại Pháp để lên ngôi vô địch. Sân bóng 19.700 chỗ ngồi tại thành phố Surakarta là nơi diễn ra 14 trận đấu trong khuôn khổ FIFA U17 World Cup 2023, bao gồm 6 trận đấu tại vòng bảng, 2 trận đấu ở vòng 16 đội, 2 trận tứ kết, 2 trận bán kết, trận tranh hạng 3 và trận chung kết. Có tổng cộng 105.212 khán giả đã đến sân vận động Manahan để theo dõi các trận đấu, trung bình 7.515 cổ động viên mỗi trận. Trong đó, trận bán kết giữa Pháp và Mali là trận đấu thu hút đông khán giả đến sân nhất, với 12.013 cổ động viên trên khán đài Manahan.